Hello, xin chào anh em nhé. Ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến cho anh em một cái thùng đồ nghề Stack của Daewon để cho anh em mình có thể đựng đồ nghề máy móc để anh em mình đi làm nhá. Cái thùng này thì nó sẽ có một cái phần tay nắm ở phía trên như thế này. Cái quai thì nó sẽ không sử dụng cái quai nhỏ mà nó sẽ làm một cái quai lớn như thế này để cho anh em mình xách nhá. Đây, em sẽ quay qua ở hai bên hông một chút cho anh em. Ở hai bên thì nó sẽ có hai cái móc nối, đối với cái phiên bản stack thì nó sẽ nối được với nhau. Ví dụ anh em có thể nối được 2-3 cái thùng lại với nhau, hoặc là anh em có thể nối được đối với những cái vỏ hộp như là vỏ hộp của Daewon hoặc là những cái thùng bánh xe của stack nha. Cái dạng stack thì nó sẽ chung một cái khuôn để anh em mình có hai cái móc này để anh em mình nối này. Và ngăn chính đầu tiên ở phía trên nó sẽ có cho anh em mình một cái ngăn để cho anh em mình đựng ốc vít. Nó sẽ chia ngăn như thế này, cái ngăn ở giữa dài như thế này thì anh em mình có thể dùng để đựng máy khoan, à mũi khoan dài thì anh em có thể đựng ở giữa này. Còn 1, 2, 3, 4 ô nhỏ thì anh em mình có thể chia những cái loại phân loại ốc vít khác nhau để anh em mình để. Và phía này thì nó sẽ có một cái hai cái ngăn dài hơn nữa. Đây là phía trên nha, thì nó sẽ tiết kiệm cho anh em mình không phải mua thêm một cái hộp đồ nghề để đựng ốc vít nữa. Cũng khá là tiện, thiết kế này cũng khá là hay nha. Anh em dùng xong thì anh em có thể đóng nắp lại như thế này. Thì những cái khay vít thì nó sẽ không bị đảo lên qua lại với nhau nha, nó sẽ không bị đảo lộn xộn nhau đâu, tại vì khi nắp như thế này thì nó sẽ kín cho anh em luôn. Đây, phía này thì nó sẽ có ghi là cái thùng stack này và có chống nước nhá, có chống nước cho anh em. Tuy nhiên thì không chống nước 100% đâu, nhưng mà ví dụ như anh em mình mà đi trời mưa ấy, thì anh em mình cũng có thể dùng thoải mái cái thùng này nhá mà không lo bị ướt. Còn đây là phía trong, nó sẽ dùng hai cái móc khóa bằng kim loại như thế này để khóa thùng. Đây là phía trong, thì phía trên thì nó sẽ có tặng kèm cho anh em mình một cái khay như thế này để anh em mình, cái này để em để như thế này cho anh em mình dễ hình dung thôi. Anh em mình có thể để những cái cờ lê màu led ở phía trên này nhá. Cái này là em để hình dung để cho anh em dễ tưởng tượng ra thôi. Còn phía trong, đây là phía trong nha anh em. Thì anh em có thể đựng được tầm khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6 máy. Thậm chí là nhiều hơn. Nếu mà anh em mình không đựng cái khay này, không dùng cái khay này nữa, anh em mình có thể để riêng cái khay này ra thì nó sẽ đựng được nhiều hơn. Anh em có thể lắp toàn bộ những cái khoảng trống này. Còn nếu mà anh em muốn lắp cái khay này vào thì nó sẽ mất một khoảng như thế này, thì anh em sẽ bớt đi tầm khoảng 1-2 máy nếu mà anh em lắp cái khay này vào nha. Còn đây là phía trong này, anh em có thể đựng ví dụ như 796 này, anh em đựng 273, anh em đựng thêm bu lông nữa. Nếu như mà nhấc cái khay ra thì nếu mà để kín như thế này thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 7-8 máy thì anh em vẫn đựng được nhá. Tầm khoảng 7-8 máy đấy, 4 máy rồi, 5, 6, 7, anh em có thể đựng thêm cả vít rồi cả khoan hoặc là máy mài vào đây đều được nhá. Chất liệu thùng thì cũng khá là chắc chắn, anh em đựng thoải mái nhá. Cái này thì chỉ nếu mà anh em mang đi làm bình thường thì nó cũng không hỏng hóc gì đâu. Trừ khi là anh em có rơi trên độ cao thì nó mới có rủi ro là bị hỏng hóc nha. Đấy, sau khi anh em thi công xong thì anh em có thể đóng lại như thế này cho nó gọn gàng. Và cái thùng này thì nó sẽ phù hợp để cho anh em mình, ví dụ như anh em đi làm ấy, thì anh em có thể dùng để chẳng ở phía sau xe máy nhá. Anh em cần làm một thùng này thôi, chẳng ở phía sau xe máy, rất là ok. Đấy, và nó có cái phần khóa nhỏ như này nữa để cho anh em mình có thể luồn những móc khóa vào để anh em khóa vào cho nó an toàn nha, tránh là kẻ gian lấy cắp đồ của anh em. Đây, em sẽ quay qua một chút ở phía sau. Màu đen vàng rất đẹp nhá. Và hiện tại cái thùng này Nghề Mộc em đang bán với mức giá là 1.250.000. Nó tương đương với giá một cục pin 5A của Daewon thôi, rất đáng để cho anh em sở hữu. Đấy, anh em có thể bỏ giá trị ra tầm khoảng một cục pin của Daewon để mua cái thùng này, để anh em mình để cất đồ nghề cho nó gọn gàng, cho nó an toàn nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em nào muốn mua hàng thì có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại em để ở trên màn hình nhá. Thùng Daewon chính hãng. Cái này thì không có hàng fake đâu nên là anh em yên tâm nhá. Đây, bên hông này. Ok, khá là đẹp. Cảm ơn anh em rất nhiều đã theo dõi qua video này của em. Nếu anh em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ đặt mua nhá. Cảm ơn anh em.